Rồi, xin chào các bạn nào. Hôm nay mình sẽ trở lại bạn một cái video là hướng dẫn cho bạn cách mà tự động bật và tắt wifi ở trên điện thoại Android nha. Tại vì thường thì các bạn có thói quen là mình đi ngủ mình quên tắt wifi á, thì nó sẽ mau hết pin là một. Thứ hai là nó phiền phức là nó sẽ có mạng thì nó sẽ tự động nhận các thông báo của các ứng dụng như là Facebook, Messenger hoặc là Zalo. Thì đầu tiên các bạn giúp mình là vô CF Play đó, các bạn tìm cái ứng dụng là bật tắt wifi tự động giúp mình nha. Còn tiếng Anh của nó là wifi auto, còn tiếng Việt là bật tắt wifi tự động. Thì khi cài ra rồi thì nó sẽ có cái ứng dụng ở đây là wifi auto, thì các bạn bật lên. Rồi sau đó các bạn bấm skip đi nha các bạn. Skip đi là giới thiệu thôi. Rồi và bạn bật nó lên. Đấy. Rồi sau khi bật lên rồi thì mình sẽ set up nè. Sign up 10 phút 10 minutes nè. Đó, bật nó lên. Các bạn có thể chọn thời gian nào tùy mình nè. Ở đây mặc định của nó là 10 phút thì bật nó lên. Rồi. Every day là thời gian là lúc 11 giờ tối 23 giờ đó. Thì ở đây các bạn có thể cài đặt nha. Ví dụ mình chọn 12 giờ hoặc là 55 đó. Ok. Rồi. Thứ ba là mình có thể chọn là Screen on là turn on wifi when là screen on nè, tức là mở màn hình. Thứ hai đó là mình có thể every day vào 6 giờ sáng hoặc là mình có thể chỉnh sớm hơn là 5 giờ sáng. Đó, 5 giờ 30 sáng. Rồi. Sau khi mình chỉnh xong rồi thì mình thoát ra mình là đến cái giờ đó tức là cứ đến 12 giờ hoặc là 23 giờ mà các bạn chọn đó là nó sẽ tắt. Rồi, sau đó đến sáng khoảng 5 giờ 30 nó sẽ mở lại ha. Rồi, cảm ơn các bạn.